We celebrate the solemnity of the descending of the Holy Spirit on our church today, and we conclude the Easter season. So now we call another way that the Pentecost. So is there any English word that in the United States of America using the word pen, which begin with the pen, somewhere in DC? I give you the hint. Yes. Pentagon, Yomelam. What's it pen for? Number five, Ngũ Giác Đài. Now we have Pentecost. And then what is about Pentecost? Lễ gì? What is the feast? Yeah, another way we say that the descendant of the Holy Spirit. But in the church of the time of Jesus Christ, they call Pentecost. Pentecost, right? Lễ 50 ngày, 50 days after the Passover, or now we say 50 days after the resurrection. And we, on that day, the Holy Spirit arrived in our church. Now, can you name at least two the gifts of the Holy Spirit? We talk about that, we learn about that. We have 7 gifts of the Holy Spirit and 12 fruits of the Holy Spirit. I don't go to the 12 because I don't remember either. Okay, let's go. Who wants to say the first gift of the Holy Spirit? Let's go. Okay, I go together with you. First of all, wisdom. Thầy Sáu nói wisdom. Tiếng Việt wisdom là gì? Ông bà khôn ngoan. Okay, wisdom, khôn ngoan. The second one. Knowledge. Knowledge. Thì tiếng Việt nói là gì? Yes, I keep the knowledge. Hiểu biết. And then right judgment. No, not yet. Okay, hiểu biết rồi. Awe. This is a new way to translate it, awe. But there's an old tradition that have another word for awe. Yes? Fear of the God. Yes, that's it, in awe. Ơn kính sợ Chúa. Các cháu nó nhảy lung tung rồi, nhưng mà không sao, được 3 rồi. Ơn kính sợ Chúa là fear of the God. Rồi. Then the fourth one. Ai cứu bồ các cháu không? Hiểu biết rồi. Là knowledge. Còn một. Understanding. Hãy thông hiểu. Okay. Now five, two more. Courage. Courage later on they translate into sức mạnh. Hay là ơn sức mạnh. Fortitude, sức mạnh. Còn một. And one more. Piety. Đạo đức. Now you can go. Can you go again? Not the wisdom, knowledge, understanding, or counsel, lo liệu, sức mạnh, đạo đức, and fear the God. Okay. Now tiếng Việt mình nói ha. Khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, hiểu biết, sức mạnh, ơn đạo đức và kính sợ Chúa. Wow, giỏi quá. Now, for we conclude the Easter season, and you don't see the Easter candle Monday on that sanctuary. But if we will move closer to the baptismal font. The reason because Christ is our light. The Easter candle stands for Christ, the light of Christ. And now we conclude the 50 days of Easter season. So we put the Easter candle next to the baptism font. So whenever we celebrate the baptism, we light the candle. We receive the light of Christ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần, hay chúng ta gọi là lễ Chúa Giêsu hiện xuống, là kết thúc 50 ngày kể từ ngày Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Hay mình gọi nôm na là theo truyền thống Do Thái, đó là ngày lễ vượt qua. Có 2 ngày lễ rất là lớn đối với người Do Thái, đó
đó là lễ vượt qua và lễ 50 ngày sau cái lễ vượt qua đó. Nhưng đối với người Do Thái là một sự kiện quan trọng mà chúng con hy vọng chúng ta nhớ câu chuyện đó vào cái mùa chay và vào tuần thánh con đã kể. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đã biến cái lễ vượt qua đó trở thành lễ phục sinh với người Kitô hữu, và Ngài cũng chọn ngày lễ 50 đối với người Do Thái, chọn cái dịp lễ trọng đó và Ngài gửi Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta. Nói đến Chúa Thánh Thần, con xin trả lại cho các em tiếng Anh. And now we talk about the Holy Spirit. And we have three symbols of the Holy Spirit. In the first reading, you heard two already. So can you try? Now you can see that, first of all, in the first reading about a fire, you see lửa. And the second one, wind, gió. And now, you see that? You see the image? The image over there, lửa, gió và hình chim bồ câu, a dove. Đó là tượng trưng ba cái biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mỗi người chúng ta chỉ tối hôm nay, con chỉ xin mọi người chúng ta một điểm thôi để chúng ta nhớ. Bài đọc thứ nhất nói về lửa, nhưng mà gọi là lửa lưỡi. Một cái lưỡi mà là mang hình dạng của lửa để muốn nói lên điều gì? Để làm chi? Để mọi người chúng ta làm sao chúng ta dùng lưỡi của mình để chúng ta nói những cái lời như thế nào? Thì đây là điểm mà con muốn chia sẻ. Lời với những người gọi là bị câm, họ không có nói cái lời ngôn ngữ của mình được, nhưng họ nói một cái lời mà cái ngôn ngữ của họ gọi là ngôn ngữ của những người bị câm điếc, gọi là dùng chữ hay là dùng bằng tay, không dùng bằng chữ mà dùng bằng tay dấu hiệu để họ nói với nhau, như là I love you hoặc là như thế nào đó. Thì họ có cái ngôn ngữ của họ, và ngôn ngữ để diễn tả với những cái cử chỉ của bàn tay hoặc là ánh mắt hoặc là cái miệng của họ. Chúng ta có ngôn ngữ là ngôn ngữ nói của mình, ngôn ngữ viết văn của mình, như tiếng Việt của mình hoặc tiếng Anh. Thì chúng ta có một cái lời nói mà chúng ta dựa trên cái ngôn ngữ của chúng ta. Đó là hai lời mà dựa trên hai ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ dành cho những người nói được như chúng ta và cho những người bị câm. Ngoài ra, dù là ngôn ngữ nói bằng lời đi chăng nữa, nhưng các cái ngôn ngữ bằng lời này chúng ta nên để xuất phát từ một cái lời, mà cái lời này là một cái ngôn ngữ mà nó diễn tả được cái đời sống nội tâm của mọi người chúng ta. Hay nói một cách đơn giản, đó là lời nội tâm. Lời nội tâm. Chỉ có lời nội tâm của chúng ta, thì dù cho chúng ta có bị câm hay dù chúng ta không, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta nói hết tất cả từ trong trái tim chân thành và chân thật của chúng ta. Có những lúc lời nội tâm của chúng ta nói ra với tính cách đố kỵ cho nhau, ghen ghét cho nhau, hận thù, trách oán, chê bai, ganh đua với nhau. Nhưng lời nội tâm của chúng ta chỉ có thể biến đổi được qua sự tác động của Chúa Thánh Thần mà thôi. Dù cho chúng ta cố gắng cách mấy trong cuộc sống đạo của chúng ta, nếu chúng ta quên đi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và chúng ta không cầu xin Chúa Thánh Thần để biến cái lời nội tâm của chúng ta trở thành lời của lửa, của gió và của hình bồ câu của Chúa Thánh Thần, thì bao lâu chúng ta không nhờ và cậy trông tới sự tác động của Chúa Thánh Thần, thì lời của chúng ta, lời nội tâm đó không phải là lời của tình yêu. Vì thế chiều tối hôm nay, nhân ngày đại lễ Chúa Thánh Thần, con xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta một lần nữa, chúng ta xin Chúa Thánh Thần xuống một lần nữa. Ngài là cha của kẻ đau khổ và đáp ca chúng ta vừa hát. Và
Ngài ban tất cả các ân huệ cho chúng ta. Ngài biết sự đau khổ của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng để cái sự đau khổ của chúng ta biến lời nội tâm của chúng ta trở thành những lời không mang tính cách tình yêu của Thiên Chúa. Và con ước rằng lời nội tâm chiều tối hôm nay chính là lời tác động bởi Chúa Thánh Thần. Và chỉ có Chúa Thánh Thần thì mỗi người chúng ta sẽ xuất phát ra từ dù trong ngôn ngữ nào, chúng ta có một cái căn bản, đó là lời của tình yêu.